Vậy mày làm anh mà mày đi nhậu hoài vậy? Hả? Đi sợ tí. Mày em tao ơi, mày anh tao. Con cặc tao muốn nói gì tao nói, mày cũng đâu lớn tuổi hơn tao. Con cặc mày nói hơi tao phóng mày chết mẹ bây giờ nè. Tụi má con cặc mày dám không? Mày phóng thử coi. Tụi má mày tin không? Tụi má con cặc mày phóng thử coi. Tao thách mày. Đủ má tôi làm ma tao cũng thay với mày. Chết rồi quê ơi, nó chết rồi quê ơi. Nó chết thiệt hả? Đủ mê nó chết thiệt hả? Sao ơi? Mình tỉnh lên ơi. Bà ơi bà. Mày chết thiệt hả? Bà. Dẫn nhà coi. Mày lấy bao cho tao ơi. Để tao đi lấy lên cho. Mày chết thiệt hả quê? Tao không biết nữa mày ơi. Bây giờ mày nhận nó vô bao cũng được. Tối nay tụi mình xử nó đi. Giờ làm tiếp sao giờ? Giờ làm sao vậy? Thôi mày đừng nói nhiều anh tôi nói quá. Đưa nó vô giặt đi. Để tối nay mình đem nó đem đi đốt. Chuyện này mình đừng nói với ai nha. Được chưa? Để tao với mày thôi đó. Tao cũng hơi mệt rồi quê. Tao cũng không sớm. Tao chỉ đợi tao đi. Mày đi đi ba ba. Lòng mày cứ đi. Tao chỉ đợi mày đi tao. Mày đi lúc nào tao cũng có máy chứ. Khó khăn dữ lắm. Thì gắng bữa nay đi. Cái chuyện nó đẹp là nó. Thấy được không chứ đủ má còn mới làm được. Đủ má chưa thấy gì cả. Má tao thấy là lần rồi. Tao thấy gố tao giờ tao biết làm xong. Mày thấy được không? Đó rồi. Đó. Thế hả? Quan trọng là hai đứa mình luôn. Phải đồng đồng với nhau thôi. Còn không là đồng đồng được. Chuyện đó thì dễ dàng hả? Nếu mà đồng ý với nhau là tối nay đem ra ngoài lúc mà 9 giờ đem ra ngoài đốt bỏ. Còn nếu không nó là cái hai là đốt chung với sinh nó, ta thấy là đốt bỏ là nó ngon hơn đó. Thì lần đầu nó chưa chạy qua, còn mày đủ má mày chạy qua rồi đủ má tao. Mày cũng nhiều lần chạy qua rồi, tao mới lần đầu. Mày tiếp tao đi, tại vì tao mới lần đầu biết làm sao mày chạy tao. Lẽ tao đi đâu mà tiếp mày, tại vì mày tao đó vậy. Đáng à. Một lần này thôi đủ. Tao cũng mượn nhiều lần thôi. Mấy mốt mày khó khăn gì tao cũng tiếc mày lợi. Tại vì anh em mình cũng như nhau à. Mày chị anh em nghĩ nha. Rồi. Vậy tối nay 8 giờ gửi tao điện cho mày nha. Rồi. Tự nhiên lại như vậy chứ. Mày nóng quá.
Tao có bụng, tao đụng nó nóng. Tao biết làm sao giờ, nó lỡ tay rồi vậy. Không biết sao gì cũng đã xảy ra rồi. Tao giờ mình làm cái gì? Mày kêu tao ra tao sợ quá. Ừ vậy vậy mày ơi. Ừ vậy, vậy đi. Vậy. Tao muốn Mày tha cho tao đi.